Ok, và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thế Gì Đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Stickman War nha anh em ơi. Đại chiến người què, và nếu anh em nào thích thì để lại mình một like nha, một comment và một chia sẻ nha anh em ơi. Nó là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Và mình sẽ mua full cái này trước. Ok, 126, 28, 30, 40, 42, 46, 48, 50. Mình sẽ mở cái hòm này ra trước này. Mình có rất là nhiều con anh em ạ, chắc chắn là trong cái barrage của chúng ta có rất là nhiều. Mình sẽ merge all này. Mình sẽ có Ox này, Ox level 3 này. Nó tiến hóa cho Ox thấy đẹp hơn một tí rồi này. Có Samurai. Có Samurai mới này. Ồ, không phải Samurai anh em ạ, đấy là bọn sát thủ anh em nhá. Cung này. Bây giờ chơi con gì giờ? Tôi có một con gì đó mới này. Ok. Rồi. Hai cái đội quân này sẽ kết hợp với nhau. Và mình sẽ tạo ra một cái con mới này. Con này là con cưỡi lợn đúng không? Đúng rồi, hiệp sĩ lợn. Đúng không? Đi, đây 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 anh em thấy hiệp sĩ lợn của tôi chưa? Hiệp sĩ lợn đấy, có nha. Chưa có hết mà. Đây, mình sẽ mua cái gói này đi. Vampire nhiều lắm. Full rồi. Full đấy. Full đấy anh em ơi. Rồi. Hiệp sĩ lợn đường nâng cấp lên. Ox. Ơ. Rồi anh em ơi, thêm con gì nhỉ? Chiến kiểu gì đây? Mình đang có quá là nhiều kiếm. Kiếm này mình nên thay bởi mấy con gì đấy. Vampire. Vampire được. Level 5 này. Vampire đấy em. Ấy, Vampire này thấy chưa? Thấy chưa anh em ơi? Chúng ta có quân đoàn mới anh em ạ. Phê đấy. Anh em thấy ổn à? Rồi chiến anh em ơi, tôi đang đợi xem có quân nào mới không để ui đúng ấy, toàn bọn quỷ này, lợn lòi rồi, chém đấy, chết rồi. Chúng ta quá khỏe so với cái đội quân của nó, rồi nó không thể bằng được ấy. Quân của nó thì bó tay chấm com à, không thể nào mà gánh được cái quân này của mình. War Tactical to start man. Let's go. Chết. Rồi. Sát thủ luôn, đúng sát thủ anh em ạ, quá khỏe luôn. Mình cần phải mở khóa nhiều level cơ thì mới có nhiều con để mà chơi. Đây chưa có nhiều đâu. Thằng đấy mình quả chùy nó chất lượng hơn nhỉ. Sao? Chết hết. Mình cho óc lên trên thì mình nó chậm lắm. Thằng này đấy, những cái thằng nào mà thằng 3 như thế là hợp lý anh em nhỉ. Này là khỏe nhất rồi. Óc lên đầu là bá rồi anh em ơi. Chết. Cái thằng khỏe nhất. Ui. Vampire đang ở đâu? Vampire nó lao thẳng lên phía trước anh em ạ. Nó tốc biến thành con rơi anh em. Gần như không thể nào đánh trúng được nó luôn đấy. Quá khỏe luôn. Hiện tại tôi chưa có cái con mới. Nên chúng ta sẽ cứ từ từ đợi. Rồi. Start lên. Let's go. Let's go. Go home. Quay lại nhà nào. Tiếp tục ở level 47 ở bên này. Lên. Lên.
chiến. Mày nhờn. Xong hết rồi anh em ơi. Tiếp tục về nhà tiếp này. Rồi cho sẽ mua thêm vài cái đi. Cái kia là yêu cầu level 50 để mới mua được. Cấp một số con ấy, cho nó khỏe lên. Chúng ta có bọn cầm thương đấy anh em. Mình không dùng không chơi cầm thương hay sao nhỉ? Chính xác là tôi không chơi cầm thương. Có cả quân quỷ này. Cầm thương này, tôi có cầm thương này anh em. Cầm thương thay cho cái bọn bắn súng không nhỉ? Bắn súng như thế đang gọi là đang hơi yếu á. Nếu không có bắn thì nó cũng sẽ rất là thôi, từ từ á. Cầm thương để là tập sau á. Ơi, cả binh đoàn lợn anh em thấy không? Lợn đỏ đưa với lợn xanh. Chết hết. Thích nhỉ? Khỏe nhỉ? Có quân mới nhỉ? Chưa có anh em nha. Cho đánh phải theo level cơ. Chưa mở là chưa mở. Thế đâu ấy. Let's go. Chiếu. Sao ngay go home. Quay trở lại căn nhà thân yêu của chúng ta thôi. Dĩ nhiên là như vậy rồi. Cho có cái skin mới anh em nhé. Skin là skin gì? Giảm thời gian cooldown. Giảm thời gian hồi à? Có hai con ong. Có hai con ong thì trông cũng khá gớm. Nhưng không phải vấn đề gì quá là khỏe. Mình vẫn đập được toang luôn anh em ạ. Tôi tưởng có thêm con mới. Tôi tưởng là sẽ có thêm cái con gì đó mới ở đây cơ, nhưng không phải anh em nha. Rồi. Rush. Mấy thằng kia kệ để đấy á. Chúng ta sẽ tiếp tục đánh thêm. War Tactical. Lúc nãy đàn lợn rất là đẹp, chứ bọn này thì thấy nó bình thường. Lắm. Go home, quay trở lại nhà. Rồi tiếp tục. Đang ở level 52 rồi. Mà tại sao cái đây rồi. Ui này, nha. Yeah. Cái gì mở một con anh em ạ, nhưng mà toàn con xịn à. Nó cũng tùy như vậy. Level 3 cũng là level 2 luôn. Gold Pack. Nó không mở một phát được luôn nhiều anh em. Full luôn. Mercer Old. Đây rồi. Chúng ta có thêm một con nữa. Để nâng cấp cho con Orc của chúng ta lên. Con lợn của chúng ta cũng sẽ được nâng cấp thành con. Ui, con Orc kìa khỏe đấy. Nhìn trông chất lượng thế nhỉ. Con ngựa của mình đang là level mấy nhỉ? Ngựa của mình không... Đây. Con ngựa này có vẻ xịn hơn. Con ngựa này có vẻ là khủng khiếp hơn tí. Thấy nhìn trông nó chất lượng hơn, nhìn nó đẹp hơn á. Ủa ôi, nhìn trông đội hình sắp xếp hay nhỉ? Ủa ôi, ọt của mình đang ọc xịn rồi anh ơi, ọc xịn rồi nhá. Chạy đi đâu? Ốc thì ốc xịn lắm rồi. Mình cho anh em xem con ốc của chúng ta. Ui, cho như mở rớt sao? Búc này. Đây là quỷ anh em. Ốc mình tiến hóa lên đời mấy rồi ấy. Đây này, đâu phải này. Ốc đâu nhỉ? Ốc đây anh em ạ. Ốc mình level 10 rồi. HP là 12.000 máu. Dam là sẽ 1.300. Tốc độ sẽ là slow anh em ạ. Một cú đấm mạnh thì có thể là khả năng stun, làm cái choáng đối phương nha. Rồi chúng ta sẽ kêu nhé.